ai nấy đều thắng phục. Trong căn nhà có nhiều nội thất làm bằng gỗ lấy từ xưởng gỗ của công ty do mình làm chủ, chị Hồ Thị Huế 1966, trú tại khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà, quản trị kể về hành trình đầy máu và nước mắt của mình. Bi kịch khai mạc từ năm chị Huế 18 tuổi, khi đang là công nhân của nhà máy xi măng Đông Hà thì chị bị tai nạn công lao, mất chân trái biến cố tiếp tục đeo bám, năm 23 tuổi, chị lập gia đình nhưng khi vừa sinh con ra thì ghi chị bỏ đi, để lại hai mẹ con bơ dơ. Mang trong mình hình hài không đầy đủ lại thiếu thống tình cảm, chị quốc triền miên, nhiều lần còn có ý định tự tử. Mãi đến năm chị Huế 31 tuổi, lần đầu tiên tỉnh quản Trị tổ chức hội thi dành cho người khuyết tật, chị đăng ký thi bơi lội ở cự ly 50m và đạt quy chân tiến thưởng. Đây là chiến thắng đầu tiên mà chị đạt được khiến chị rất vui ngày ngày chị tập bơi nơi con sông bé dài thuộc làng triệu độ chứ không phải ở đại dương bơi chuyên nghiệp nên chị chưa từng nghĩ sẽ đạt giải chị thể thấy phiên bản thân có năng khiếu thể thao chị huế có thêm động lực dấn thân tập luyện vừa nguôi ngoai phần nào quá khứ bất hạnh vừa là cơ hội để chị biểu hiện mình ở các cuộc thi trong căn nhà treo vô số các bằng khen huy chương chị đạt được Chị Huế bột bạch, quá trình tập luyện của chị thấm đẫm những nỗi ô sầu về thể xác, máu và nước mắt. Bởi sự vận động liên tục khiến vết yêu đương ở chân khuyết bị rớm máu, nhức thấu tâm can, đưa lại cho chị những trải nghiệm không dám quên. Không chỉ giành huy chân tiến thưởng thuyết phục môn sở trường bơi lội ở các cự ly 50m, 100m, 200m tự do, 400m cá nhân chị còn khiến các đối thủ phải ngã mũ thắng phục bởi bất kỳ lĩnh vực thể thao nào chị tham gia thi đấu cũng đạt huy chân tiến thưởng chị huế chia sẻ quá trình chị tập luyện rất giả bao nhiêu thì lúc chị được xứng tên đại diện quốc gia đứng lên buộc danh dự nhận thưởng càng cảm thấy danh dự bấy nhiêu nhưng mỗi cuộc thi đấu với chị lại là một cơ hội để chiến thắng phiên bản thân vì thế có lần chị giành vô địch rồi năm sau chị lại cố gắng hơn gấp bội để phá vỡ chiến thắng của phiên bản thân qua mười năm thi đấu quốc gia mười năm thi đấu quốc tế các nước hàn quốc thái lan philippines malaysia Chị đã biến thành vận động viên xuất sắc, mang về cho tỉnh nhà 120 huy chương tiến thưởng, trong đó có 20 huy chương tiến thưởng quốc tế, 100 huy chương quốc gia. Đổi đời nhờ thể thao Số tiền từ các giải thưởng chỉ để giành được một khoản kha khá. Năm 2010, sau khi thành lập căn nhà thế hệ khang trang, chị dành hết vốn đầu tư vào xưởng gỗ. Chị Hồ Thị Huế đội mũ trắng miệt mài công lao trong xưởng gỗ do mình làm chủ. Chị nghĩ thế, sau khi chị giới thiệu giúp một người tìm được lâu gỗ họ cần nên được người đó truyền nghề làm nội thất gỗ. Chị Mạnh Dạng thành lập công ty chuyên sản xuất kinh doanh đồ gỗ, nội thất gia đình. Lúc thế hệ mở xưởng, một mình chị Huế tự bương chải, tự mua gỗ, sau đó tính toán số lượng, học hỏi kinh nghiệm gia công và khám phá thị hiếu của khách hàng để cập nhật mẫu mã gỗ thế hệ. Chị Hồ Thị Huế thứ ba từ phải sang, tham gia hiệp hội thắp sáng ước mơ cho người khuyết tật tổ chức tại Gân Sang, Hàn Quốc. Xưởng gỗ hiện tại của chị Huế giải quyết việc làm cho 10 năm nhân công tại địa phương với thu nhập 300.000 đồng ngày. Chưa thể, chị còn tuyển thêm các công lao nữ làm thời vụ trừ đi các chi phí, mỗi năm xưởng gỗ đưa lại cho gia đình chị khoảng 150 triệu đồng. Từ 2017 đến nay, chị là giảng viên truyền thông của công ty Rene dự án làm sạc bom, đặng ở Quảng Trị, mỗi năm chị dạy cho 27 lớp. Chị Quế còn mở 7 lớp dạy nghề cho các em khuyết tật, mỗi lớp 18 thành viên. Ở tuổi 53 tuổi, chị vẫn làm huấn luyện viên của hội người khuyết tật tỉnh, năm nào chị cũng đưa các em khuyết tật đi thi và mang về những chiến thắng nổi bật. Chị Huế chia sẻ thêm, để người quyết tật duy trì thể thao là rất khó, đòi hỏi quá trình tập luyện kém xuyên và liên tục. Mong muốn bình thường của người quyết tật là được tỉnh nhà đầu tư thêm các khu thể thao cho mọi người tập luyện.